Vâng, chào các bác, hôm nay em lại về được ít máy lọc nước Yong Kiềm. Đây các bác nhìn, hôm nay em lại trực tiếp bóc khui cho các bác. Hẹn các bác mấy hôm trước, nhiều bác cũng đã dặn những chiếc máy lọc nước Yong Kiềm. Thì hôm nay về thì em quay trực tiếp bóc hàng cho các bác nhé. Em nói thật là em cũng rất muốn mua nhiều máy, nhưng mà không có nhiều các bác ạ. Những con hàng chất tuyển đấy ạ. Những con hàng mà anh em ở bên Nhật đã lựa chọn thì nó không có số lượng nhiều. Cũng muốn mua ồ ạt về để bán cho các bác. Đó, các bác nào xem thì cũng đã biết. Em cũng rất muốn mua ồ ạt cho các bác để về bán cho các bác. Nhưng các bác nhìn đây, những chiếc máy lọc nước Yong Kiềm được lựa chọn rất là cẩn thận và kỹ càng. Hôm nay em về thì em sẽ khui ra. Nếu bác nào mà cần những cái mẫu gì thì nhấc máy alo cho em nhé. Đấy, được bọc rất là cẩn thận đây các bác này. Đây là em Sanwa RB-2. Sanwa RB-2 các bác nhé. Đây, em sẽ quay cho các bác. Đây là em Sanwa RB-2 các bác nhé. À, em này cũng là em Sanwa RB-2. Sanwa RB-2 thì nó cũng như dòng như em 9000, nhưng mà nó được sử dụng vòi ở bên vòi tích hợp các bác nhé, nó không là vòi trên của 9000 được. Giờ thì từ bên Nhật người ta, bọn em đã có những cái hệ thống làm chuyên dụng máy lọc nước từ bên đó chuyển thẳng về bên mình luôn các bác, nên các bác cứ yên tâm về cái chất lượng mà người ta đã tuyển chọn cho mình. Và về chỉ việc anh em mua về lắp đặt và tự sử dụng, nên không còn phức tạp như ngày trước nữa. Nếu người ta tuyển chọn bên ý, người ta còn test nước luôn cho các bác nhé, test nước đầy đủ luôn cho các bác. Đấy, các bác nhìn những em Sanwa RB-2 này thì các bác dùng về đến nhiều năm nữa các bác cũng không phải lo về vấn đề về chất lượng. Cũng nhiều bác đã mua máy lọc nước nhà em rồi thì các bác biết đều những hàng tuyển chọn, em cam kết mang đến tận nơi lắp đặt hoặc chuyển đến tận nơi, các bác mới phải gửi tiền. Không ưng em xin các bác lại hoàn lại máy và trả lại tiền các bác, nên các bác cứ yên tâm, chưa một ca nào mà máy lọc nước nhà em bán đi các bác có khiếm khuyết là chê cả các bác nhé. Đấy là em cứ xin chia sẻ với các bác như vậy. Xin chia sẻ với các bác là như vậy. Nên những con máy này nó cực kỳ chất lượng, tuy rằng giá nó sẽ cao hơn so với cả một vài shop, nhiều shop khác, nhưng nói về hàng tính chất lượng thì các bác không có điểm trừ các bác nhé, không có điểm trừ. Đấy, em cũng xin chia sẻ với các bác. Thế nói về máy lọc nước, em làm những con hàng cực kỳ chất lượng. Đấy, cực kỳ chất lượng. Đây em sẽ bóc đây này, em 9000 này các bác này. Đấy, 9000 này. Em sẽ bóc cho các bác này. Các bác nhìn đóng với nốt xốp như thế này thì các bác yên tâm không bị tránh va đập. Không bị tránh va đập. Em quay siêu từng con như này, bác nào mà thích em nào thì có thể nhấc máy alo cho em. Đây các bác nhìn này, con này thì nó khác gì, nó là chưa dùng. Con 9000 này thì nó khác gì máy chưa dùng rồi các bác. Đấy, sổ.
anh em bên Nhật thì người ta lựa chọn và có những cái bây giờ người ta còn làm luôn được bên Ý, tét nước dọn đấy, nên bên chúng ta rất là nhàn luôn, được sở hữu những con máy xài lướt này các bác này. Sở hữu những con máy xài lướt này thì các bác dùng thì cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay về không được nhiều các bác nhé, về được có mấy em thôi, về được mấy em, không được nhiều. Em cũng muốn, rất muốn mua nhiều, nhưng mà số lượng hàng thì theo ưng ý thì nó sẽ không có nhiều các bác. Đây, chia sẻ với các bác như vậy. Đây cũng như con Neverlux đây, Neverlux SD501 hôm qua em mới về và tối bóc ra cho các bác xem. Đây những nên em Neverlux này thì các bác dùng thì quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Sanwa RW2 này, Sanwa RW2 này, chim 9000 này, chim 9000 là một trong những mẫu quốc dân của Nhật các bạn. Đấy, một trong những mẫu quốc dân của Nhật. Nếu bác nào có điều kiện tài chính thì lên sắm cho những gia đình nhà mình những chiếc máy lọc này. Còn về thế hệ chúng ta và thế hệ con em chúng ta, để được sử dụng những nguồn nước cực kỳ chất lượng, không như nguồn nước ở Việt Nam của chúng ta các bác nhé. Việt Nam của chúng ta thì nguồn nước đang kém chất lượng và mang ra những cái hậu quả bệnh tật rất là nhiều luôn đấy ạ. Hậu quả bệnh tật rất là nhiều. Em sẽ bóc ra xong em sẽ test từng con, báo giá từng con cho các bác. Với Sanwa tài chính máy không như này, bọn em đang bán giá tầm 8 triệu 8 đến 9 triệu các bác nhé. Còn chim 9000 này thì bọn em nếu lắp đặt vào thì rơi vào 13 triệu 500. Nó tùy thuộc và phụ thuộc các bác lấy linh kiện gì, phụ kiện gì. Đấy, tài chính ra sao, máy bao gồm những bộ tiền nọc gì. Đấy, đây các bác nhìn, nên là rất là cẩn thận luôn. Đấy các bác nhé, cứ tưởng là vàng nhưng hóa ra không phải. À, đây này một em Neverlux SD501 cực kỳ chất lượng. Đấy, con này tí nữa bọn em sẽ test cho các bác và bán cho các bác. Đây thêm có một em nữa, không biết đây là em gì đây. Em này là em Chevy 6000 đây rồi. Chevy 6000 màu trắng các bác nhé. Chevy 6000 màu trắng đây rồi. Rất là nhiều bác khu vực phía trong miền Nam rất thích cái dòng Chevy 6000 này. Đấy, em nếu về ban ngày thì em trực tiếp khui thùng ra cho các bác. Rồi em này thì quá phê rồi. Quá phê rồi các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm về những chiếc máy lọc nước Yong Kiềm, nhấc máy alo cho em 0914300368 các bác nhé. Em lắp đặt hỗ trợ, lắp đặt toàn quốc và bảo hành toàn quốc các bác nhé.